là trở về xây dựng lại nơi đổ nát. Kinh Thánh ở trong Nehemi đoạn 1, câu 1 đến câu 11. Câu gốc của chúng ta, Esai 61 câu 4, họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá là những nơi đổ nát lâu đời. Và khi chúng ta nhìn thấy trong Esai 61, khi người nào được Chúa Ngài giải cứu, Ngài ban cho họ sự tự do, họ hiểu được tin lành của Chúa, thì chính họ là những người xây dựng lại nơi đổ nát. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, con cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài đối với mỗi chúng con. Ngài xây dựng cuộc đời của chúng con để chúng con bởi sự sức dầu của Chúa và xây dựng những người khác đang bị đổ nát, tan thương, đang bị ma quỷ hành hạ. Cảm ơn Chúa vì điều này. Xin Chúa Ngài cho chúng con học với một sự trang bị rõ ràng để chúng con là những người sẵn sàng cho những gì Ngài cho sắp xảy đến. Chúng con biết ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ ở đây chúng ta nhìn thấy trong Nehemi đoạn 1 là những gì mà Chúa đã đặt ở trong lòng của Nehemi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy ở trong đời sống của ông Daniel. Và khi Daniel nhận biết điều này thì ông đã cầu nguyện. Và chúng ta thấy ở đây ông Nehemi cũng là một con người cầu nguyện. Và họ là những người bị bắt phu tù ở Babylon. Nhưng mà lòng của họ, đời sống của họ không bị Babylon ô nhiễm. Và lòng của họ luôn luôn hướng về dân sự của Chúa và thành thánh của Ngài, danh của Ngài. Xin Chúa Ngài cho chúng ta có tấm lòng này. Trong Jeremy đoạn 29 câu 10, vả Đức Giê-hô-va phán như vậy: khi 70 năm sẽ mãn cho Babylon, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất này. Chúa Ngài hành động trong lòng dân sự của Chúa, Ngài hành động trong lòng của các vua, Ngài hành động trong lòng của Nehemi và Zerubbabel, Ezra và rất là nhiều người. Khi chúng ta đọc sắp tới, chúng ta sẽ thấy cái danh sách của những người họ bằng lòng họ trở về Jerusalem. Nhưng mà trước khi họ được phóng thích thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng có cái sự trình trệ giữ lại, và Chúa Ngài cho Daniel ông để tâm vào điều đó. Ông cầu nguyện, ông xin Chúa Ngài hãy hành động. Và khi mà Chúa phóng thích thì không có một con người nào có thể giữ người đó lại được. Và chúng ta nhìn thấy Chúa làm công việc của Ngài đối với dân Do Thái, thì Ngài cũng làm cho hội thánh của chúng ta, Ngài làm cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta là những người được Chúa đem trở về. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 24, vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Đây là điều chúng ta cần để nhận biết mình đã được trở về cùng đấng chăn chiên. Cho nên chúng ta hãy học tập và bước theo Ngài. Và Ngài là giám mục của linh hồn, Ngài có quyền trên đời sống của chúng ta, Ngài cứu chuộc chúng ta, Ngài mua chúng ta, cho nên chúng ta thuộc riêng về Ngài. Và không những chúng ta thuộc riêng về Ngài mà Ngài giao chức vụ cho mỗi một chúng ta. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 18, mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Mỗi một chúng ta trước đây khi chúng ta chưa tin Chúa, chúng ta là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người chịu cơn thạnh nộ của Chúa, chịu sự rủa sả. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa nhờ Đức Chúa Giê-xu, cho nên Ngài đã chịu thế cho chúng ta. Và Ngài cho chúng ta qua sự chết của Ngài, qua sự sống lại của Ngài, Ngài cho chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đây là điều vô cùng phước hạnh. Và nếu chúng ta biết, chúng ta có thể nhảy nhót vui mừng: cảm ơn Chúa, con không còn là kẻ thù nghịch của Ngài nữa, mà con là kẻ được hòa thuận với Đức Chúa Cha nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ. Và không những như vậy, Ngài giao cái chức vụ giảng hòa cho chúng ta.
Nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết được cái sự kêu gọi của Chúa, cho nên chúng ta nghĩ, ô cái chức vụ này phải cho mục sư, cho những người lãnh đạo, cho những người thầy giảng. Chứ còn mình thì mình muốn sống như thế nào mình sống, mình vui thì mình đến, mình buồn thì mình đi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là ngày giao cái chức vụ đó có nghĩa là có một sự sức dầu của Chúa ban cho mỗi tấm lòng nào yêu thương Ngài, yêu thương dân sự của Ngài, yêu thương vương quốc của Ngài, thì Ngài sẽ hành động trong người đó. Vì cái chức vụ đó được giao thì sự sức dầu đã được có trên người đó. Cho nên kể từ giờ phút này, hãy nhận lấy sự sức dầu này và hãy nhận biết sự kêu gọi của Chúa dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta là những người có lòng tin thật đối với Chúa của chúng ta. Mà một điều chúng ta cần học ở đây, Chúa là đấng đem về và xây dựng lại nơi đổ nát. Cho nên chúng ta thấy Chúa Ngài đang hành động. Và tôi tin là Chúa đang hành động trên hết thảy chúng ta, cho nên chúng ta được học lại lần nữa bài học này. Trong Thi Thiên 147 câu 2, Đức Giê-hô-va xây cất Jerusalem, Ngài hiệp lại những kẻ bị tản lạc của Israel, chữa lành người có lòng đau thương và bó vít của họ. Trong Ê-xê-chi-ên 34 câu 16, ta sẽ tìm con nào đã mất, dắt về con nào bị đuổi, rịch thuốc cho con nào bị gãy và làm cho con nào đau được mạnh. Nhưng ta sẽ hủy diệt những con mập và mạnh, ta sẽ dùng sự công bình mà chăn chúng nó. Cho nên Chúa Ngài yêu thương dân sự của Chúa và Ngài muốn những người yêu thương Chúa thì Ngài đặt cái tình thương đó để cho chúng ta nhận biết rằng Ngài đem họ về. Ngài muốn xây dựng lại cuộc đời của họ giống như những điều chúng ta vừa nghe. Và bây giờ Chúa Ngài ban cái sự sức dầu để chúng ta xây dựng lại nơi đổ nát. Trong Ê-sai 61 câu 1 đến câu 4, thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. Và nếu chúng ta đọc từ câu 5 đến câu 11, chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều điều Chúa Ngài muốn cho một người được gặp gỡ Chúa và cuộc đời người đó được hưởng những phước mà Chúa dành cho họ. Và cuộc đời của họ sẽ được Chúa Ngài thay thế hết. Vì cớ chúng ta không biết cho nên chúng ta vẫn giữ những điều cũ. Và khi chúng ta giữ thì Chúa không thể thay được. Có một câu chuyện, bà kia là triệu phú. Bà xài tiền rất là kỹ. Và chiếc xe của bà đó là bà đi mà nó hư từ đầu cho đến cuối. Đến nỗi người ta thay, người ta sửa, người ta thay, người ta sửa. Đến nỗi không còn chỗ thay sửa nhưng mà bà vẫn không chịu thay chiếc xe mới đó. Vì bà tiếc tiền. Và ở đây chúng ta nhìn thấy rằng có những cái chúng ta suy nghĩ theo cách của mình, chúng ta giữ những cái điều cũ và cái bình da cũ thì không có thể chứa được rượu mới của Chúa, vì nó sẽ bể cái chiếc bình đó, nó chịu không nổi. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta hãy để cho Chúa, hãy bằng lòng nói với Chúa: Chúa ơi, cuộc đời con nó đổ nát rồi, đời của con nó buồn, nó thảm, nó khốn khổ, bây giờ con chấp nhận sự thay thế của Ngài. Vì cớ con muốn được xây dựng lại, con muốn được trở nên người xây dựng kế tiếp. Xin Chúa ban cái sự sức dầu này được khai phóng trên hết thảy chúng ta trong giờ phút này. Hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, bởi đức tin con nhận lấy sự thay thế của Ngài, con nhận lấy ơn của Ngài, sự sức dầu của Ngài để con làm những điều Ngài muốn ở trong Ê-sai 61. Ở trong Ê-xê-chi-ên 34 câu 4 và câu 6, chúng ta sẽ thấy tấm lòng của Ngài: Các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bệnh nên mạnh,
chẳng chữa lành những con đau, chẳng rịch thuốc những con bị thương, chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con bị lạc mất, song các ngươi lại lấy sự độc dữ gây gắt mà cai trị chúng nó. Ở đây không những Chúa Ngài muốn chữa lành, khôi phục, ban phước cho chúng ta, mà Ngài muốn sử dụng chúng ta. Vậy chúng ta hãy nhìn những người trong gia đình trước. Tại nơi đó Ngài giúp cho chúng ta có tấm lòng đối với những người hư mất trong gia đình của chúng ta. Rất dễ chúng ta đi ra ngoài, chúng ta thấy quyền năng dấu kỳ phép lạ Chúa xảy ra, nhưng mà về nhà thì người nhà của chúng ta không thấy Chúa Giê-xu trong đời sống của chúng ta. Và đây vì cớ cái sự gây gắt hay là vì cớ cái sự độc dữ của chúng ta mà người ta không biết đường để quay trở về với Chúa. Thì kể từ giờ phút này, đây là mệnh lệnh của Chúa cho hết thảy chúng ta. Từ trong nhà cho đến ngoài đường, nơi nào Chúa Ngài muốn sử dụng chúng ta, Ngài có quyền để sử dụng chúng ta. Cho nên cái trách nhiệm của chúng ta bởi danh Chúa, chúng ta cầu nguyện cho những người đang đau khổ, đang bệnh tật. Vì cớ trách nhiệm đó Ngài giao cho chúng ta, và Ngài ban cho những người nào tin thì được các dấu lạ của Chúa. Còn nếu chúng ta không tin thì chúng ta không nhận được. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta tin những gì Chúa muốn làm cho chúng ta và cho những người khác xung quanh chúng ta. Và Chúa Giê-xu Ngài đang cầu thay cho chúng ta và cầu thay cho những người nghe chúng ta nữa. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái bối cảnh của Nehemi, người xây dựng lại nơi đổ nát. Ở đây chúng ta sẽ học được một điều rằng hoàn cảnh không ảnh hưởng đến đời sống của Nehemi. Tên của Nehemi là sự an ủi của Chúa hay là khuyên giải. Cha của ông tên là Hakalia, là người Đức Chúa Trời soi sáng. Và cái người mà đến để gặp ông tên là Hanani, có nghĩa là ân sủng hay là ân điển. Thật phước hạnh khi chúng ta là những người có tấm lòng yên ủi, có tấm lòng khuyên giải. Nhưng mà gặp được những người có tấm lòng mang lấy ân điển của Chúa, hai bên gặp nhau thì thật là được phước hạnh. Cái tên của Nehemi mang lấy tình yêu của Chúa trên đời sống của ông. Và cha của ông là người được Chúa soi sáng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người cha, người mẹ được Chúa soi sáng để sinh ra một đứa con là được sự an ủi của Chúa, được sự khuyên giải của Chúa, và chính Chúa dùng ông để đem điều này đến cho người khác. Chúng ta thấy có sự chuyển tải không? Cho nên nhiều khi chúng ta muốn con cái của mình nên người, con cái của mình yêu mến Chúa, nhưng mà bản thân của mình không yêu mến Chúa, bản thân của mình không đầu phục Chúa, thì con cái nó nhìn thấy những điều đó. Và cái địa điểm sống của Nehemi đó là trong đoạn 1 câu 1. Lời của Nehemi, con trai của Hakalia, năm thứ 20 nhằm tháng Kít-lơ, xảy khi tôi đang ở tại kinh đô Susa, ở tại Iran. Và ở đây có thể nói là năm thứ 20, tháng 11 hay là tháng 12, khoảng năm 44 năm trước Chúa. Và ông đã bị đày qua Babylon cùng thời với ông Daniel. Tôi không biết tuổi tác của ông, nhưng mà họ là những người đã bị lưu đày trong thời điểm đó vì cớ các vua của ông đã không kính sợ Đức Chúa Trời. Và nếu mà chúng ta học và chúng ta để ý đó, tôi học tôi thấy cái sự tổn hại của dân Do Thái hay là họ bị lưu đày, nó bắt đầu từ ông Salomon. Anh em nói, ủa sao kỳ vậy? Salomon rất là khôn ngoan, tài giỏi, rất là giàu có, thịnh vượng. Nhưng mà anh em nếu chúng ta để ý, chúng ta đi sâu vào, chúng ta thấy ông Salomon đã làm những điều Chúa cấm. Thứ nhất, ông cưới vợ là Pharaoh. Và tất cả những nước nào mà Chúa cấm đó, ông đều có vợ của những nước đó. Mà không những vậy mà rất là nhiều người nữ đến từ những nơi không kính sợ Đức Chúa Trời. Và họ đã được ông làm cho mỗi người có một nơi để thờ tự. Cho nên ông đã đem thần ngoại bang vào trong đất nước của Israel. Và sau ông thì bắt đầu đạo đức hay là cái đời sống tin kính Chúa nó càng ngày nó càng đi xuống. Và cuối cùng thì có một vị vua, ở đây chúng ta sẽ coi trong
Các Quy Nghì đoạn 25 câu 7 đến câu 8. Chúng nó giết các con trai của Sê-đi-kia trước mặt người. Đoạn chúng nó móc mắt Sê-đi-kia, xiền người bằng xích đồng, rồi dẫn người đến Babylon. Ngày mùng 7 tháng 5, năm thứ 19 đời Nebuchadnezzar, vua Babylon, quan thị vệ Nebuchadnezzar, tôi tớ của vua Babylon, đến Jerusalem. Người thiêu đốt đền thờ Đức Giê-hô-va, cung của vua và mọi người trong thành Jerusalem, thiêu đốt luôn các nhà của người sang trọng. Đoạn đạo quân canh đê vâng lệnh quan thị vệ phá đổ vách thành chung quanh Jerusalem. Quan thị vệ Nebuchadnezzar bắt dân cư còn sót lại trong thành luôn với những kẻ hàng đầu của Babylon và đám dân còn sót lại mà dẫn đi làm phu tục. Xin Chúa ngài cho bài học này để giúp đỡ chúng ta được cảnh báo, cảnh giác, cẩn thận đời sống của mình. Và những gì cha mẹ, ông bà, tổ phụ làm nó chuyển tải xuống con cái của mình, Chúa nói như vậy. Nhưng mà khi chúng ta trở lại với Chúa, ngài sẽ cứu chúng ta, ngài giúp đỡ chúng ta. Và bây giờ chúng ta coi nghề nghiệp của Nehemi tại nơi phu tù ở trong câu 11 phần C. Và bây giờ tôi làm quan tửu chánh của vua. Ông là một người dâng rượu cho vua. Ông là một người nếm rượu trước khi vua uống. Vì có điều gì độc thì ông là cái người phải là chết trước. Mà nếu vua có chuyện gì thì ông là người bị xử trước. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa ngài đặt để Nehemi ở đó. Và cái công việc của ông là dâng rượu, nhưng mà ông không bị say rượu. Và ông không có để những sự sầu thảm trong cuộc đời của ông cai trị ông. Ông không để cho Babylon ảnh hưởng cuộc đời của ông. Khi học những điều này, tôi thấy đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Vì chúng ta đang sống giữa thế gian. Vì chúng ta nói, khi mà mình nhúng vào trong thùng thuốc nhuộm thì nó ra cũng là đỏ hay đen hay vàng. Cứ nghĩ là sống trong thế gian này làm sao tránh khỏi những cái điều cám dỗ, tránh khỏi những cái điều mà thế gian họ làm. Nhưng mà ở đây Chúa ngài chứng minh cho chúng ta cuộc đời của Daniel, cuộc đời của Nehemi, Ezra và rất là nhiều người, Kinh Thánh chưa có ghi hết, nhưng mà họ là những con người không bị ảnh hưởng bởi Babylon. Babylon rất sang trọng, Babylon rất hư hỏng. Có thời điểm tôi sẽ nói những cái điều ở tại Babylon có. Và họ là những người thờ thần tượng rất là mê tín. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng Chúa giữ tấm lòng của những người này vì họ kính sợ ngài. Chúa giữ tấm lòng họ vì họ là những con người biết cầu nguyện, biết nhờ cậy nơi Chúa. Đó là chìa khóa. Cho nên chúng ta muốn giữ cuộc đời của mình, hãy để dành thời giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. Mà xin Chúa ngài cho chúng ta làm được những điều Chúa muốn trong cuộc đời của mình. Thì dù hoàn cảnh như thế nào, Chúa vẫn giữ chúng ta, Chúa bảo vệ chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái tấm lòng của người xây dựng lại nơi đổ nát. Trước chúng ta học đó là hoàn cảnh của ông. Bây giờ cái tấm lòng của ông như thế nào? Và xin Chúa đặt điều này trong mỗi đời sống của chúng ta. Thứ nhất đó là sự quan tâm. Chúng ta thấy ngày hôm nay vì cớ có nhiều sự gian dối quá, cho nên cái sự quan tâm của chúng ta nó bị cắt lại. Ví dụ có nhiều người quan tâm đến người khác, cái thành ra là bị họa lây. Và vì lý do đó cho nên chúng ta sợ, chúng ta không muốn liên quan, liên lụy, cho nên chúng ta lùi lại. Và đây, trong câu 2, có một người trong anh em, tôi tên là Hanani, là tên là ân điển hay là ân sủng đó, với vài người Giu-đa đến tôi hỏi thăm chúng về dân Giu-đa đã được thoát khỏi, tức là những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Ông quan tâm đến dân sự, ông quan tâm đến đền thờ của Chúa. Và hồi nãy chúng ta đọc ở trên ấy, chúng ta thấy là bị phá hoang hết rồi. Và trong câu 3 chúng ta thấy điều kế tiếp của tấm lòng của người xây dựng, đó là tìm hiểu về tình trạng của nơi đổ nát.
Khi tôi đã học bài này rồi và bây giờ tôi học lại, tôi xin Chúa Ngài đặt những cái điều này trong tôi vì nhiều khi tôi bị thiếu. Trong câu 3, các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm. Còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy được cái tình trạng của những người còn sót lại trong tỉnh. Kẻ thù muốn làm gì họ thì làm. Vì cổng không có, vách không có, cho nên kẻ thù ra vào tùy ý, thú dữ ra vào tùy ý. Và đây là một điều để cho chúng ta nhìn thấy được tình trạng. Nếu chúng ta không có biết cách để giữ vách thành của mình, không biết cách để giữ cửa thành của mình, không có một đời sống kính sợ Chúa, thì ma quỷ có quyền trên đời sống của chúng ta. Trước đây Jerusalem rất là nổi tiếng trong thời kỳ của Salomon. Mọi nước, mọi dân đều khao khát được gặp Salomon và thấy sự giàu sang của Chúa ban cho đất nước của Ngài. Nhưng mà Salomon cuối cuộc đời của ông đã thờ thần tượng và ông đánh mất những cái mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho ông. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy đời sống của Nehemi hay là của Daniel. Họ không có được những cái của Salomon, nhưng mà họ có được cái mà Salomon không có, đó là kính sợ Đức Chúa Trời và trung tín với Ngài. Salomon không có điều này. Trong Châm Ngôn đoạn 27 câu 23, hãy ráng biết cảnh trạng bầy chiên con và lo săn sóc các đàn bò của con. Chúa Ngài muốn mình có trách nhiệm với những người Chúa giao cho. Có thể là một đứa nhỏ thôi, hay là một người nào đó Chúa giao cho chúng ta. Hãy tập để hiểu, để cầu nguyện, để giúp đỡ họ. Vì thường á, trước đây chúng ta tin Chúa đó, chúng ta quên đi cái mà quá khứ rồi. Cho nên bây giờ chúng ta được đổi mới, chúng ta được học tập, chúng ta được nhìn đẹp ra, được trang bị và nhiều thứ. Cho nên chúng ta nhìn lại những cái người mà họ chưa có hiểu biết đó, chúng ta thấy là họ với mình rất là cách xa. Và vì lý do đó mà chúng ta không xây dựng được cuộc đời của họ. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu khi Ngài đến, Ngài ăn chung với những kẻ thâu thuế, những kẻ tội lỗi, để Ngài đến, Ngài tìm những người bị hư mất. Nhưng bây giờ vì cớ chúng ta quá thánh sạch, cho nên chúng ta tách biệt chúng ta ra khỏi những người đó. Và nhiều khi chúng ta nói chuyện, chúng ta sợ những người đó họ lay mấy cái dơ giấy của họ trên mình. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta có tấm lòng quan tâm với những người nào mà Chúa Ngài đặt để trên đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta yêu Ngài, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cái cách để chăm sóc họ. Còn nếu không thì chúng ta chỉ làm cái trách nhiệm tôn giáo thôi. Chứ còn đời sống của chúng ta với họ không có thể nào hiểu được. Một người thì sống trong sự sung sướng, giàu sang. Một người thì quá khổ, ngồi lê lết ngoài đường. Hai bên làm sao hiểu nhau được. Nhưng mà Thánh Linh của Chúa Ngài sẽ giúp cho chúng ta hiểu. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy là dân sự không được che chở hay là chống lại kẻ thù. Chúng nó ra vào tùy ý. Chúng ta thấy những người mà họ bị quyền lực đó, giống như một bạn hồi nãy nói đó, mình cầu nguyện cho họ rồi, cứ họ bắt đầu họ quay trở lại. Vì sao? Họ không có vách thành, họ không có cửa, họ không biết cách để đóng. Cho nên mỗi một chúng ta hãy có trách nhiệm cho đời sống của mình và cầu nguyện để xin Chúa Ngài cho chúng ta có cách nào đó để người đó được bảo vệ, và xin Chúa chỉ cho chúng ta cái cách để gây dựng đời sống của họ. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đổ lỗi hết cho mình. Nhưng mà xin Chúa cho qua bài học này chúng ta thấy được những điều chúng ta cần phải làm. Và điều kế tiếp đó là có tấm lòng của ông đau đớn khi biết sự thật về sự đổ nát. Ở trong câu 4 phần A, khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc cư tang mấy ngày. Ông đau khổ vì dân sự của ông đau khổ. Đây là tấm lòng của Chúa Giê-xu. Và trong Ê-sai, Chúa nói là khi dân Ngài khốn khổ, Ngài cũng khốn khổ nữa.
Bao nhiêu người trong chúng ta khi thấy người đó khốn khổ mà lòng của mình cưu mang, quặn thắt, cầu nguyện cho những người đó. Khi ai có tấm lòng đó, Chúa sẽ sử dụng người đó. Còn nếu không, nhiều khi chúng ta ném cho họ mấy đồng tiền. Ôi để tôi cầu nguyện cho nghe. Nhưng mà chưa chắc về nhớ để cầu nguyện cho họ. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta có tấm lòng của Ngài để cưu mang cho những người hư mất. Chúng ta thấy ông Phao-lô trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 29. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Thấy một người nào sa ngã, lòng của chúng ta như nung như đốt. Chúa ơi, phải cứu người này trở lại. Và chúng ta thấy ba bạn của Gióp đó. Ông Gióp, ông bị té tua, ông bị đau khổ từ đỉnh đầu xuống bằng chân. Bị vợ cũng la mắng ông, rủa xả ông. Ba người bạn đến, họ làm gì? Họ trút hết những cái lời rủa xả trên ông và định tội ông. Và sau đó Chúa phải can thiệp. Và Chúa kêu họ phải nhờ ông Gióp để cầu nguyện. Và Chúa tha thứ cho họ. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta đừng đoán xét người khác. Hãy cầu nguyện để Chúa chỉ cho chúng ta làm được điều gì chúng ta làm. Không làm được thì hãy yên lặng cầu nguyện hơn là đoán xét họ. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 6 phần A, chẳng vui về điều không công bình. Chúng ta thấy những điều Chúa muốn xây dựng trong cuộc đời của chúng ta không? Muốn giống Chúa thì đây là những điều Chúa ngày muốn cho chúng ta học tập và nhờ Chúa để Chúa ngày thay đổi chúng ta. Trong Mi-chê đoạn 1 câu 8 câu 9, vậy nên ta sẽ khóc lóc và than thở, cởi áo và đi trần truồng. Ta sẽ kêu gào như chó rừng và rên xiết như chim đà, vì vết thương của nó không thể chữa được. Nó cũng lan ra đến Giu-đa, kịp đến cửa dân ta, tức là đến Jerusalem. Ông Mi-chê được Chúa bày tỏ trước khi họ bị lưu đày. Nhiều tiên tri được Chúa dấy lên lắm. Và họ nhìn thấy cái cảnh tượng đau khổ của dân sự của Chúa sẽ xảy đến. Anh chị em ơi, chúng ta đang sống những điều Kinh Thánh nói trong ngày hôm nay nè. Trong thời kỳ này nè. Có bao nhiêu người nhận biết là những tai họa sẽ sắp xảy đến trên trái đất này mà cầu nguyện, mà tỉnh thức, mà nhờ Chúa thay đổi để Chúa dùng chúng ta cứu được ai thì cứu. Bao nhiêu người suy nghĩ điều đó. Giê-rê-mi đoạn 9 câu 1. Ôi ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy, hầu cho tôi và những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm. Ông cảnh báo cho dân sự của Chúa, họ không nghe. Ông có lời của Chúa viết cho vua, vua không nghe, còn đốt sách của ông, rồi bắt ông quăng vào xuống hố. Cho nên ông thấy những cái điều đó nó xảy ra và ông nhận biết và ông khóc lóc. Nhưng mà lòng của dân sự của Chúa không lắng nghe. Và ngày hôm nay có bao nhiêu người nghe sứ điệp này mà chịu ăn năn đầu phục Chúa? Ngày hôm nay có nhiều người họ đi ngang qua những cơn bão lốc đó, họ còn chửi thề nữa. Họ không thấy đây là một sự cảnh báo của Đức Chúa Trời đến trên họ. Xin Chúa tha tội cho chúng ta, tha tội cho dân sự của Chúa. Bây giờ ông tìm phương cách xây dựng lại nơi đổ nát từ nơi Chúa. Đây là một trong những điều rất hay của sách Nehemi. Đây là một biện pháp tốt nhất. Và thứ nhất ông làm gì? Ông kiên ăn, ông cầu nguyện. Tôi cứ ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các tầng trời mà rằng. Ông đến với Chúa, ông biết chỉ có mình Ngài là đấng có thể giải quyết điều này. Cho nên tất cả những cái người mà chúng ta muốn chăm sóc đó, những người chúng ta muốn làm chứng đó, hãy lấy tên hết để chúng ta cầu nguyện. Và chúng ta cứ đầu tháng chúng ta có 3 ngày kiên ăn cầu nguyện, chúng ta sẽ nêu tên họ ra, cầu nguyện cho họ và xin Thánh Linh của Chúa hành động để làm công việc của Ngài. Bây giờ ông trình bày cái nhu cầu cho đấng giúp xây dựng lại nơi đổ nát. Thứ nhất, ông nhận biết Đức Chúa Trời là ai. Trong Nehemi đoạn 1 câu 5, ôi Jehovah Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại, đáng kinh. Và tôi đã nói điều này ở trong Nehemi cũng vậy. Đối với Chúa,
những người nào mà không kính sợ Chúa thì họ sẽ rất là kính sợ Chúa trong những ngày sắp tới, hay nhất là trong những ngày cuối cùng này. Hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. Chúng ta thấy sự công bình của Chúa ở đây, sự vĩ đại của Chúa ở đây, nhưng mà sự nhân từ của Chúa cũng ở trong câu kinh thánh này. Ai yêu mến Ngài, ai kính sợ Ngài, ai vâng giữ điều răn của Ngài, Ngài bày tỏ lòng nhân từ của Ngài, Ngài bày tỏ sự thành tính của Ngài cho người đó. Và Nehemi ông được hưởng điều này. Những người kính sợ Chúa, khi họ bị bắt bớ vì cớ đất nước của họ, họ được hưởng sự nhân từ của Chúa tại nơi họ bị phu tù. Trong Phục Truyền đoạn 7 câu 9, vậy nên phải nhận biết rằng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. Khi dân Sen mới ra khỏi xứ Ai Cập, Ngài cứu họ bởi quyền năng của Chúa, Ngài cho họ biết Ngài là ai. Và nếu chúng ta là những người tin Chúa, được biết Ngài là ai, cuộc đời của chúng ta sẽ đổi khác rất nhanh. Vì cứ chúng ta tin Chúa mà không biết Ngài là ai, cho nên chúng ta rất là khổ sở, vì cái lòng thì yêu mến Chúa, nhưng mà cái xác thịt này nó yếu đuối mà không biết nhờ cậy Chúa, cho nên cuối cùng chúng ta sống một đời sống theo Chúa rất là khổ sở. Thì đây là thời điểm chúng ta được giải cứu vì chúng ta biết Chúa của chúng ta là ai. Và bây giờ ông cầu nguyện xin mắt Chúa đói đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của đầy tớ Chúa. Chúng ta thấy giống trong Daniel đoạn 9, ông Daniel ông cũng cầu nguyện cái lời này. Và bây giờ chúng ta coi cái đời sống cầu nguyện của người xây dựng lại nơi đổ nát rất cần cho đời sống của chúng ta. Trong câu 6 và câu 7, mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa. Ông gọi Israel là tôi tớ Chúa. Mặc dù ông biết vì cớ phạm tội mà họ bị lưu đày, nhưng mà ở đây ông nhắc lại cho Chúa họ là tôi tớ của Ngài. Ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi phạm với Ngài, vả lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Mặc dù chúng ta thấy cái tên của cha của Nehemi rất là hay, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng ông hạ mình xuống, ông cầu nguyện, ông ăn năn cho những người phạm tội với Chúa như ông là người phạm tội với Ngài. Một tấm lòng thống hối, đau thương, cầu thay. Và chúng ta thấy ông Daniel, ông cũng có điều này. Và nhiều đầy tớ Chúa có điều này. Thì chúng ta là những người thuộc về Chúa, xin Chúa Ngài cho chúng ta có tấm lòng để hạ mình xuống, ăn năn tội cho những người trong gia đình của chúng ta. Vì rất là dễ chúng ta thấy mình không có phạm cái đó, nhưng mà cái tội của mình là không cầu nguyện cho họ và để cho họ phạm tội đó, thì chính chúng ta là những người gián tiếp dự phần vào điều này. Cho nên xin Chúa Ngài cứu lấy chúng ta. Chúng tôi có làm rất ác tệ, nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tới Chúa. Đây là những người họ biết về sách luật pháp. Nehemi hay là ông Daniel, họ biết về sách của Môi-se viết lại về những điều Chúa cấm, họ biết. Và tuy rằng bị lưu đày qua đất nước Babylon, họ nhờ Chúa họ giữ được điều răn này. Trong Ô-se đoạn 9 câu 7, Đức Chúa Trời ta sẽ bỏ chúng nó vì chúng nó không nghe Ngài, và chúng nó sẽ đi dông dài trong các nước. Xin Chúa Ngài cho chúng ta có một cái sự kết ước với vương quốc của Đức Chúa Trời. Có một sự kết ước trong sự học lời Chúa. Và khi Chúa giao cho chúng ta điều gì, chúng ta hãy nhờ Chúa để làm những gì Chúa muốn. Vì chúng ta thường thích không có trách nhiệm, cho nên chúng ta đi nhóm một cái hội thánh nào mà mình đến rồi mình đi. Còn những công việc đó thì giao cho những người khác. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy đời sống của ông Nehemi là một đời sống cầu nguyện và có trách nhiệm, và đưa tay ra
đưa vai ra gánh vác công việc nhà của Ngài. Trong câu 10, ông nhắc lại lời Chúa hứa cho dân sự Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se, kẻ tôi tới Chúa rằng, nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rãi các ngươi giữa các dân tộc. Người Do Thái bị tản lạc trên toàn thế giới. Bây giờ chúng ta nhìn người Việt Nam cũng đang bị tản lạc trên thế giới. Và nhiều người phụ nữ rất là đau khổ vì cuộc đời của họ, vì tội lỗi của tổ phụ, tội lỗi của chính họ hay là tội lỗi của những người khác gây ra. Và khi chúng ta biết được điều này, chúng ta sẽ cầu nguyện để xin sự thương xót, ân điển của Ngài cho những người đang ở trong tình trạng hư mất. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ, làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tản lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng cho danh ta ngự tại đó. Chúa Ngài làm y những gì Chúa nói. Và khi Chúa đem dân sự của Chúa về, ở khắp mọi nơi giống như có một cái sức hút của Thánh Linh Chúa đó, Ngài hành động và họ có một quyết định trở về. Nhiều người đã có nhà, có cửa, có cơ nghiệp ở nơi Babylon, ở những cái nơi khác. Nhưng mà Chúa Ngài đem họ về là họ bằng lòng họ trở về. Cũng có một số người họ không về. Nhưng mà đây là những người họ nhận biết được sự kêu gọi của Chúa, họ trở về. Ngày hôm nay cũng vậy. Có nhiều người nhận được sự kêu gọi của Chúa, biết rằng thời kỳ cuối cùng, họ trở về, họ ăn năn, họ trở lại và tìm kiếm Chúa. Nhưng vẫn có những số người họ không muốn trở về lại với Chúa. Và khi mà Chúa chiêu tập họ về đó, Chúa dẫn họ đến đúng cái chỗ mà Ngài hiện diện. Và chúng ta sẽ nhìn thấy Nehemi, Chúa Ngài làm y những cái điều mà Chúa Ngài hứa với ông Môi-se cho dân sự của Ngài. Và chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Đức Chúa Trời của Israel là một Đức Chúa Trời lạ lùng, làm những công việc lớn lao để cứu lấy dân sự của Ngài. Nhưng mà họ chối bỏ Chúa cho nên họ trở nên những con người khốn khổ trên trái đất này. Chúng ta cũng vậy. Và bây giờ một điều ông Nehemi làm mà chúng ta cần để ứng dụng, đó là xin ơn của Chúa để xây dựng lại nơi đổ nát. Trong Nehemi đoạn 1 câu 11, Chúa ơi, tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của tôi tới Ngài, vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tới Chúa được thịnh vượng hay là được thành công, vì trong Chúa không có may mắn. May mắn có nghĩa là cái điều gì đó xảy ra mà lúc có lúc không, hay là một cái điều mà theo cái cách nghĩ của con người. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là một là được phước, hai là không được phước. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta được phước, được thịnh vượng, được thành công, và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này, có nghĩa là trước mặt vua đó. Và bây giờ tôi làm quan tửu chánh của vua. Trong Phục Truyền đoạn 29 câu 9, vậy các ngươi khá gìn giữ làm theo những lời của sự giao ước này, hầu cho các ngươi được thành công trong mọi việc mình làm. Muốn được thành công, hãy có lòng kính sợ Chúa, hãy tập để làm theo lời của Chúa. Và trong Giô-se đoạn 1 câu 8 là quyển sách luật pháp này chứa xa miệng ngươi. Hãy suy gẫm ngày và đêm, cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Thì như vậy, ngươi mới được phước hay là thịnh vượng trong đường lối mình, hay là được thành công trong đường lối của mình. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta là những con người giữ giao ước của Chúa. Trong Giăng đoạn 15 câu 7, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Chúa của chúng ta vẫn y nguyên và lời hứa của Ngài không có gì để thay đổi cả. Giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài có quyền để hành động
trong lòng của chúng con là kẻ có lòng tin. Con hiểu được tình yêu của Ngài, chương trình của Ngài cho chính con và cho những người chung quanh con. Xin Chúa tha thứ vì cớ chúng con chưa được trang bị, cho nên những người hư mất, khốn khổ, họ đến với chúng con không biết cách để chăm sóc họ, và họ trở nên gánh nặng cho chúng con. Bây giờ con cầu xin sự sức dầu của Chúa trên Nehemi. Ông đã biết cách và ông đi từng bước rất rõ ràng để chỉ dạy cho chúng con phương cách là chúng con phải đặt đời sống của chúng con trong tay của Chúa. Chúng con có sự kính sợ lời của Chúa và yêu mến Ngài, thì qua sự sống dư dật của Chúa từ tấm lòng của Ngài tuôn chảy đến chúng con, và dòng sông sự sống đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Daniel đã cầu nguyện cho dân Israel được trở về. Và Chúa dấy Nehemi lên là một con người cầu nguyện để thực hiện điều mà Chúa hứa cho dân sự của Chúa. Con cầu xin Chúa cho chúng con là những con người biết cầu nguyện, và chúng con sẽ gặp được những con người có lòng cầu nguyện, có lòng cưu mang cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và bất cứ điều chi chúng con làm không đẹp lòng Chúa, phá hại công việc của nhà Chúa, hay làm đổ vỡ cuộc đời của những người khác, con xin Chúa tha tội cho chúng con. Và kể từ giờ phút này, chúng con chấp nhận sự xây dựng lại của Ngài trong đời sống của con. Con đồng ý với Chúa để thay thế hết những gì của quá khứ, tội lỗi, sự chết, tổn thương hay là hình tượng, để lòng con được đổi mới kể từ giờ phút này. Xin Chúa giúp chúng con không tin vào cảm xúc mà tin vào lời, vì cảm xúc sẽ đánh lừa chúng con. Cảm xúc làm cho chúng con bị thấp kém, bị định tội, và từ đó chúng con định tội người khác. Bây giờ chúng con được phóng thích, chúng con được tự do, chúng con được trở về, chúng con được ở chỗ mà danh Chúa hiện diện. Xin Ngài sử dụng mỗi chúng con như Nehemi của Ngài tại khu vực chúng con đang sống, tại nhà chúng con đang sống. Xin Chúa tha thứ nếu chúng con nắm quyền cai trị trong gia đình, vì chúng con nghĩ mình biết Chúa trước, mình tốt hơn, mình thánh sạch hơn, mình giỏi hơn. Cho nên chúng con coi người khác như là thấp kém hay là thiếu hiểu biết hơn mình. Xin Chúa tha thứ, giải cứu chúng con ra khỏi những điều làm cản trở việc xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời trên những cuộc đời đau khổ đang chờ lấy chúng con. Xin Chúa hướng dẫn chúng con kể từ giờ phút này và ban cho chúng con quyền năng của Chúa để bước chân của chúng con đến đâu, đất đó thuộc về cơ nghiệp của Ngài. Mắt chúng con nhìn đến đâu, đất đó thuộc về vương quốc của Ngài. Tay chúng con đặt đến người nào, người đó được sự chữa lành, được sự an ủi, được sự bày tỏ, được sự dạy dỗ của Chúa, y như những điều Chúa làm cho Nehemi. Bởi đức tin chúng con đón nhận điều này, bởi đức tin chúng con vui mừng về điều này, và bởi đức tin chúng con công bố trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, nhà chúng con cái chúng con, vợ chồng, anh chị em của chúng con sẽ được trở về. Năm nay là năm trở lại với Chúa. Năm nay là năm khôi phục. Năm nay là năm được sống lại bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin quý Chúa tẩy rửa từng người trong gia đình của chúng con, tẩy rửa môi miệng của chúng con,
tấm lòng của chúng con, đời sống của chúng con, chương trình của chúng con, để chương trình của chúng con hiệp với chương trình của Chúa, ý muốn của Ngài hành động trong chúng con để thay thế cái ý muốn của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên hết thảy các anh chị em.